cañas. Nói chứ, nhai cục cục. Cho muốn, muốn soi gương. À, muốn thấy muốn no chưa? Muốn thấy muốn đẹp trai gái chưa? Soi gương. Ai đấy? Ai đấy? Ai đấy? Ai đấy? Ai đấy? Để muốn treo chị muốn nào? Muốn ơi. Muốn làm gì thế con? Hả? Phải cái xoay gương này. Cái thích không? Hả? Thích không con? Thích cái thì cứ ôm mẹ. Cái gì đấy con? Hả? Muốn ơi. Anh Kino tìm cái gì đấy? Hả? Hả? Muốn? Anh Kino tìm cái gì đấy con? Hả? Anh Kino tìm gì đấy con? Hả? Muốn. Anh tìm gì đấy con? Hả? 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 Con gì đấy? Kino? Muốn? Treo được à, sao cá? Hả? Treo được à con? Ôi, muốn làm cái gì bùa nhiều thế? Làm hỏng mất cái ổ chim rồi. Muốn muốn nữa. Sao cá, nè, sao cá lên đấy chị muốn này. Lên chơi đi con. Buồn đó à? Muốn treo quăn gió rồi. Thế đấy mẹ bằng con thế nào? Quăn gió. Thế mẹ quăn như nào? Sao cái không? Nào, nhanh lên mẹ bế nó. Máu lắm, máu lắm. Bế nó, bế nó, bế nó. Máu lắm, máu lắm. Xuống à? Ô, chà ô, nhảy mạnh thế. Mặc quần chứ. Mặc quần chứ. Sao cái này? Để mẹ mặc quần cho chị. Chị à? Đi đi đuổi con cân á. Đồ cá quần chơi đó, cái chơi với gà, cái chơi với gà đi đâu, muốn ơi, muốn là con, thế nè, về đây nào, về mẹ bế nào, bế nào, bế nào, đâu vậy, được rồi. Bế thôi, bế, bế mẹ bế. Nhanh, bế mua này. Hả?
Được rồi, đi chơi cả ngày thế rồi, về ở với chị đi. Giỏi thôi à. Video của mình cũng xin tạm dừng ở đây các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Bye bye.